Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ sáu ngày 12 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đến thăm ghi nhận các kiến nghị đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải tại Quảng Nam. Hơn 300 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Quảng Nam được trưng bày tại thành phố Đà Nẵng. Ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư ở thành phố Tam Kỳ. Thưa quý vị, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam, sáng nay Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa viếng hương tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Tham dự đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm, dâng hoa, viếng hương, tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh lớn lao của những bà mẹ Việt Nam anh hùng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Thế hệ hôm nay nguyện tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã đến thăm ghi nhận các kiến nghị đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu. Tại buổi làm việc, đại diện Trường Hải Group thông tin vắn tắt quá trình 25 năm hình thành và phát triển. Thaco đã phát triển vượt bậc, đưa doanh nghiệp trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành, gồm Thaco Auto, Thaco Agri, Thaco Industry, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, Thadico, đầu tư xây dựng, Thilogy, Logistics và Thiso, thương mại dịch vụ. Trong đó, các ngành bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao. Tuy nhiên, năm nay đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn khi thị trường ô tô trong 4 tháng đầu năm giảm 31% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thị trường xe du lịch giảm 33%, thị trường xe tải, buýt cũng giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ và động viên tập đoàn tiếp tục nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn, góp phần quan trọng, đóng góp ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị đề xuất của tập đoàn và sẽ báo cáo chính phủ xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Chiều nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết vụ đông xuân 2022-2023 và triển khai sản xuất vụ hè thu 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu dự hội nghị. Nửa đầu năm 2023, nhìn chung ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2022. Các chỉ tiêu đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. Vụ đông xuân 2022-2023, năng suất lúa ước đạt 60 tạ mỗi hecta, cao hơn vụ đông xuân trước khoảng 3,9 tạ một hecta. Các loại cây trồng khác cũng đạt cao, xấp xỉ cùng kỳ. Tình hình tiêu thụ và giá bán nông sản thuận lợi, tổng đàn gia súc phát triển ổn định, đàn heo đang hồi phục nhanh, chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, dịch bệnh được kiểm soát. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất ngành nông nghiệp và thủy sản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt hơn 34.000 tấn, tăng 353 tấn so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rừng trồng mới tập trung 4 tháng đầu năm ước đạt 2.580 ha, so với cùng kỳ tăng 112 ha. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ước đến tháng 6 năm 2023 có 124 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 64%. Vụ hè thu năm nay, thời tiết dự báo diễn biến bất thường, nguy cơ thiếu nước sản xuất và nhiễm mặn. Do đó, tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương triển khai phương án phòng chống hạn và nhiễm mặn, thực hiện đúng lịch thời vụ, chú trọng việc chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây trồng cạn ngắn ngày, cây ăn quả, cây dược liệu, đồng thời cần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, triển khai các chính sách hỗ trợ ngư dân, phòng cháy chữa cháy rừng, duy trì nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Chiều qua 11 tháng 5 tại khuôn viên bờ Đông Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khai mạc Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng năm 2023. Sự kiện được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5, giới thiệu hơn 300 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Nam đến với nhân dân và du khách tại thành phố Đà Nẵng. Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại Đà Nẵng lần thứ hai được tổ chức kết hợp hoạt động xúc tiến thương mại với du lịch và đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, khảo sát,
nghiên cứu thiết lập các điểm tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Nam tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố lớn, đồng thời lồng ghép đẩy mạnh các hoạt động hợp tác xúc tiến du lịch, phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao, độc đáo để thúc đẩy sự quan tâm, thu hút du khách đến với Quảng Nam. Các sản phẩm được bày bán tại chương trình rất đa dạng, như gạo, rau củ sạch, nước mắm, bánh kẹo, sâm, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ. Với cái chủ trương đó, đưa sản phẩm Quảng Nam ra tất cả mọi miền của đất nước, chúng tôi định hướng là sản phẩm Quảng Nam sẽ đi nhiều cái hội chợ, cái trung tâm xúc tiến thương mại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Năm 2022 chúng tôi đã làm rất là mạnh mẽ. Đây là lần thứ hai ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại Đà Nẵng. Qua cái hội chợ này đã lan tỏa không những riêng Đà Nẵng mà mọi vùng miền của đất nước. Có thể sâu sắc hơn đó là những khách du lịch tại thành phố Đà Nẵng đã có ấn tượng rất là sâu sắc với sản phẩm Quảng Nam mà được tổ chức tại hội chợ xúc tiến thương mại tại Đà Nẵng. Tôi hy vọng lần này sẽ có đem lại kết quả rực rỡ hơn. Và qua đây thì chúng tôi cũng những chủ thể sản phẩm có cái cách nhìn nhận sản phẩm của mình làm sao đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng khắt khe của nhà tiêu dùng. Với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, Quảng Nam hiện có 333 sản phẩm của 260 chủ thể, tổ chức kinh tế khác nhau tham gia. Riêng trong 2 năm 2021-2022, Quảng Nam đã thu hút 125 chủ thể mới tham gia. Từ việc đẩy mạnh triển khai chương trình OCOP, các sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương, tỉnh Quảng Nam đã dần được khẳng định thương hiệu, nâng cao chất lượng và được nhiều người biết đến, hướng đến xuất khẩu. Từ đó các sản phẩm tham gia chương trình được tiêu thụ mạnh hơn, được phân phối rộng rãi ở các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, giúp kinh tế nông thôn từng bước phát triển. Sáng ngày 12 tháng 5 tại huyện Đại Lộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn triển khai nghị quyết số 29 ngày 11 tháng 4 năm 2023 của tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh và luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham dự hội nghị là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện cấp xã, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng của các huyện thị xã thành phố Đại Lộc, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An. Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự và trực tiếp báo cáo. Hội nghị lần này nhằm quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức mặt trận các cấp về quan điểm nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị tinh gọn vững mạnh, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công an thành phố Tam Kỳ, Ủy ban Nhân dân phường An Mỹ vừa tổ chức ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư khối phố Mỹ Bắc, phường An Mỹ. Tổ liên gia gồm 12 hộ gia đình liền kề từ số nhà 06 đến số nhà 28 Phan Châu Trinh tham gia nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ ở địa bàn dân cư theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý, cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Ngay sau khi ra mắt mô hình, tình huống cháy xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh nằm trong khu vực có tổ liên gia đã được diễn tập. Từng thành viên của tổ đã phối hợp với các lực lượng chức năng, từng bước xử trí tình huống cháy đảm bảo, góp phần vào thành công của diễn tập. Sáng nay, Ban Vận động Quỹ vì Người Nghèo huyện Bắc Trà My tổ chức lễ phát động đóng góp ủng hộ Quỹ vì Người Nghèo năm 2023. Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, theo đó, trong năm 2022, Quỹ vì Người Nghèo cấp huyện đã vận động và tiếp nhận tổng số tiền trên 357 triệu đồng từ nguồn điều chuyển của cấp trên và nguồn vận động tại địa phương. Trong năm 2022, Ban Vận động Quỹ vì Người Nghèo huyện đã tiến hành phân bổ xây dựng mới 9 nhà đại đoàn kết, thăm hỗ trợ 156 trường hợp là hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn do thiên tai hỏa hoạn nhân dịp lễ Tết với tổng số tiền 160 triệu đồng. Đặc biệt, trong quý 1 năm 2023, Quỹ vì Người Nghèo tỉnh Quảng Nam đã điều chuyển hỗ trợ huyện Bắc Trà My xây dựng mới 24 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ Quỹ vì Người Nghèo năm 2023 với tổng số tiền 34.733.000 đồng.
Chiều nay, Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, thành phố Tam Kỳ tổ chức lễ kỷ niệm chào mừng Ngày Quốc tế Điều dưỡng ngày 12 tháng 5. Tham dự buổi lễ có hơn 200 điều dưỡng, kỹ thuật viên và nữ hộ sinh đến từ các khoa. Tại buổi lễ, Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện Lê Thị Trang đã ôn lại những kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng. Năm 2023, Hội đồng Điều dưỡng Thế giới đã đưa ra thông điệp hành động nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng là điều dưỡng chúng ta, tương lai của chúng ta. Hiện ngành y tế đang đưa ra các giải pháp nhằm đổi mới căn bản và toàn diện về công tác điều dưỡng. Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng để ghi nhận và tôn vinh những đóng góp rất quan trọng của người điều dưỡng, hộ sinh, đồng thời thể hiện chiến lược định hướng của ngành y tế trong việc từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc người bệnh. Sau buổi lễ kỷ niệm, Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện tổ chức cuộc thi Rung Chuông Vàng. Thưa quý vị, trong 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5, tại huyện Phước Sơn sẽ diễn ra ngày hội sắc màu văn hóa Pơ Non, điểm hẹn mới. Hoạt động này nhằm cụ thể hóa đề án 03 và nghị quyết 05 của huyện ủy Phước Sơn về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Pơ Non gắn với phát triển du lịch, tôn vinh, quảng bá và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương, đồng thời chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày chiến thắng Khâm Đức, Ngóc Tà Bạt 12 tháng 5 1968, 12 tháng 5 2023 và 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Phước Sơn 12 tháng 10 1948, 12 tháng 10 2023. Với chủ đề sắc màu văn hóa Pơ Non điểm hẹn mới, ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc thông qua không gian trưng bày các hiện vật lịch sử, không gian văn hóa và sản phẩm đặc trưng. Các hoạt động trình diễn nghề truyền thống kết hợp không gian ẩm thực, tái hiện nghi thức lễ hội cúng thần của đồng bào Pơ Non được trình diễn với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, cộng đồng địa phương. Chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay tại sân vận động huyện Phước Sơn với các hoạt động diễu hành kết hợp nghệ thuật đánh múa cồng chiêng của các nghệ nhân Pơ Non thuộc 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 11 năm 2019 và nghị quyết số 15 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thời gian qua thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang đã triển khai xây mới và sửa chữa nhà ở đối với người có công cách mạng trên địa bàn thị trấn. Chính sách hỗ trợ nhà ở của Hội đồng Nhân dân tỉnh góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người có công với cách mạng. Trên cơ sở nghị quyết số 11 ngày 3 tháng 10 năm 2019 và nghị quyết số 15 ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong 3 năm từ 2020 đến 2022, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang đã triển khai hỗ trợ xây mới 60 nhà ở cho người có công và hỗ trợ sửa chữa 9 nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công là 3 tỷ 460 triệu đồng. Quá trình thực hiện là rất là hiệu quả đối với người có công với cách mạng, đã tạo động lực và cái nhà cho họ để họ bền vững. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công ở thị trấn Thạnh Mỹ. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đạt 100% chỉ tiêu giao và sát đối tượng phù hợp với nguyện vọng của các gia đình người có công. Tuy nhiên, thị trấn Thạnh Mỹ vẫn còn những khó khăn vướng mắc trong triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng. Thử hết cái phên, cái ván đồ, cái nước nó họ cho cơ mình làm. Nữa vẫn chưa có hoàn thành, cũng không có, em không biết làm ra nữa, không biết chạy vài chỗ mô. Nhưng cũng còn một số cái thiếu sót, là có một số hạn chế là cái vận động cái nguồn lực, công tác vận động nguồn lực, chia sẻ thêm cho cái vốn đối ứng cho các người có công thì còn hạn chế. Của cái sản phẩm này cũng vận động thêm, của các phối hợp với các ban ngành sẽ có những cái bố trí thêm, bổ sung thêm cái nguồn lực này cho để có hoàn thiện thêm. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân tỉnh Nguyễn Công Thanh đề nghị cấp ủy, chính quyền thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang tích cực huy động, tập trung nguồn lực để mạnh giải ngân kinh phí, quan tâm việc rà soát, thống kê đối tượng, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu chất lượng công trình, vừa bảo đảm vững chắc, vừa phù hợp thẩm mỹ, phong tục tập quán của địa phương và nguyện vọng của các gia đình người có công cách mạng. Thưa quý vị, nuôi cá lồng bè trên xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng làm ăn mới cho người dân trên xã đảo, có thêm thu nhập, làm giàu trên xã đảo. Tam Hải là xã đảo của huyện Núi Thành, có diện tích nuôi trồng thủy sản tương đối lớn, chủ yếu là tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Những năm gần đây, xã đảo Tam Hải tranh thủ nhiều nguồn vốn đầu tư, tạo điều kiện cho người dân trên xã đảo đầu tư nuôi thủy sản, đặc biệt là nuôi cá lồng bè, nước mặn, lợ, tăng nhanh cả về diện tích và số lượng.
Điển hình là mô hình nuôi cá của anh Trần Văn Đức ở thôn Xuân Mỹ. Năm 2020, gia đình anh đầu tư hơn 150 triệu đồng, làm 13 ao, nuôi 1.500 con cá bớp và hơn 1 vạn cá chân cu, xuất bán hơn 3 tấn cá, doanh thu 350 triệu đồng, lãi ròng hơn 100 triệu đồng. Năm 2022, gia đình anh Đức lại vay 200 triệu đồng, đầu tư mở rộng diện tích ao nuôi cá bớp, cá chân cu và nhiều loại cá khác, xuất bán hơn 13 tấn cá các loại, doanh thu gần 2 tỷ đồng, lãi ròng hơn 600 triệu đồng. Đầu tư cũng năm bản lòng gì đó, anh ta đồ thấy cũng có vụ cũng được, cũng nâng cấp thêm có 5 ô nữa. Thấy đúng rồi, thấy cũng có hiệu quả, cô cũng có định hướng là nâng cấp thêm lên để cho cái gia đình và bản thân có thể phát triển. Thấy hiệu quả từ nuôi cá lồng bè, những năm qua xã đảo Tam Hải phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam triển khai thực hiện mô hình nuôi cá chim vây vàng có tốc độ tăng trưởng nhanh, khả năng chống chịu tốt với môi trường trên địa bàn xã đảo Tam Hải. Loại cá này có giá trị kinh tế cao, thịt thơm ngon, giàu hàm lượng dinh dưỡng. Hiện xã đảo Tam Hải đã quy hoạch các khu nuôi cá lồng bè trên địa bàn xã để tránh thiệt hại khi có bão lũ xảy ra và phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam hướng dẫn cho bà con nông dân làm ao nuôi cá lồng bè đúng quy trình kỹ thuật. Trong những năm qua, việc triển khai xây dựng các nông thôn mới là hội nông dân cũng phối hợp với ủy ban nhân dân triển khai xuống các thôn để rà soát thực hiện các mô hình. Đến thời điểm này là trên địa bàn toàn xã có rất nhiều mô hình, nhưng nổi trội nhất là mô hình nuôi cá lồng bè trên sông Trường Giang. Đặc biệt là năm 2021-2022, với sự đầu tư vốn và công giống, ủy ban nhân dân xã, hội nông dân chịu trách nhiệm về chuẩn bị các mặt kỹ thuật, phối hợp với bên ban nông nghiệp xuống tập huấn cho ngư dân. Đến thời điểm này là về cái nuôi cá lồng bè là đạt hiệu quả rất là cao. Nuôi cá lồng bè trên xã đảo Tam Hải đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng làm ăn mới cho người dân trên xã đảo có thêm thu nhập, làm giàu trên chính quê hương của mình, đã góp phần xây dựng thành công xã đảo Tam Hải, đạt chuẩn xã nông thôn mới và đang xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Chương trình thời sự tối thứ 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ như thường lệ sẽ là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.